đoàn ăn tối tại nhà hàng Hoa Ban Điện Biên. Ảnh đẹp đấy nhưng mà nó chụp lỗi, anh phải sửa. Đoàn đi trải nghiệm thành phố Điện Biên Phủ về đêm. Đẹp xấu là cứ cho là xinh rồi. Chiều anh cũng thế. Làm sao rồi đứa nào cũng xinh. Đúng. Không, cầu kia khác. Cầu kia cầu A1 ở tiếp dưới. Cầu đang nghĩa A1. Mà xong xong nhỏ. Cầu đẹp nhỉ. Cầu đẹp nhỉ. Nó cái đợt này nó vừa là 70 năm mà nó đầu tư thêm. Kinh phí của trung ương nó rót về. Vâng, trang trí nó phải được cờ quạt rồi các kiểu khẩu hiệu. Đêm thành phố Điện Biên Phủ. Đang đi chơi thành phố Điện Biên nhá. Bác xem quảng trường nó ở chỗ nào nhỉ? Quảng trường hả? Ngồi trước đi rồi. Ở đâu nhỉ? Hôm qua bố khách sạn rồi sao? Đây là thành phố Điện Biên về đêm. Làm gì đã duyệt binh? Quân khu 1 còn đang nghỉ phép. 47 tháng 5 cơ mà. Mường Phăng về Điện Biên mình đi qua cái đoạn đấy nó chỉ có cái đoạn đường đường đùi đấy. Ừ. Đó là 75 đấy à? Ừ. Đại lộ nó mới mở đấy. Rồi. Cơm trưa đấy, đấy là đường 75. Cái mặt đường của nó 60 mét đấy. Ôi, mua cháo chưa đây, mua cháo này. Mua rồi. Hôm nay có sự kiện xảy ra. Yêu quá rồi. Thấy chú coi như anh đi làm mình em phải về đây thành phố Điện Biên. Chứ mà mình năm ngoái bây giờ tháng 7 năm nay năm chỗ trắng trắng đầu ngay sang ngoài nó u hết cả cái điểm lên lên đèo ở xong rồi nó bảo sao xe đi em để hóa ra tại cuối cùng nữa rồi, cảm ơn quê nhé. Nếu mà tôi đồng ý ngồi vào nữa thì tôi sẽ
nếu mà ở Quảng Dương thì sẽ theo nó lại. Đường điện đang nghỉ chờ hiệu này. Ủa chẳng biết gì. Thế là vào sông Đồng là một tế có gì mình xem. Đây là Phó Thăng Ký. Đây là đại lộ mùng 7 tháng 5. Đại lộ. Đại lộ. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là. Đường đi rất là rộng nhưng người đi lại chả có cha có xe sự hộ tráng người. Đầu cái đường kia đấy, đầu cái đường 75 mới là quảng trường của nó đấy. Đấy đấy. Vâng. Đi đánh nhau vẫn chỉ ở đấy luôn. Đây đường gì? Đường 48 bên. Vâng. Thì đi chỗ đầu đầu, chỗ đầu đường ấy nó có một cái sân to to trước. Đó là bảo tàng người ta chỉ cần có một sân đó của má đấy cũng được. Một phần nào đây được sao? Nó chỉ khi nào có phần nào có truy vết. Dừng chân tại đỉnh đèo Farin. Đây là đỉnh đèo Farin. Thành phố Sơn La. Đoàn dừng chân ăn trưa tại nhà hàng Suối Hẹp, thành phố Sơn La. Tất cả khuôn viên đây của nó hết. Tâm bác về bác khắc lòng. Quét. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi.
biển quê xa đi cứu nước, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn, bàn tay em đã đá mở đường, ra khó phải đổi đường em tiến bước. Em có nghe tiếng súng nơi biên cương? Tham quan khu du lịch Rừng Thông, Bản Áng, thị trấn du lịch Mộc Châu. Thay được giá dài của đồng số kinh này chứ. Trông nó khác hẳn đi nhỉ. Mấy phát thị trấn Mộc Châu. Mấy cái tỉnh đấy. Mộc Châu là ăn được. Thịt bê nó mềm. Đây nó có thịt nhiều đó. Quay mà nó mềm. Đấy gọi chao. Ừ đấy. Ngon mà. Chao bê đấy. Bê chao. Bê chao ngon. Gà của nó bé nhưng ngon. Thị trấn Mộc Châu về đêm. Thơm thịt. Không nhận. Ông ăn đi giờ này thì ngon. Ông ăn ở đây. Quán này ngon thật. Ông em xuống đi kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là về Hà Nội này. Mộc Châu, đường về thị trấn Nông Trường. À, sắp đến rồi đâu? Đâu ở khu vực này đâu? Cái này thì cháu biết. Đường đi vào ấy là đi đường này. Tức là đường đồi Già Thái thì mai cũng đi đường này. Biết rồi, thằng nghiên cứu rồi. Mà trước thì ta đã vào rồi. Nhưng có điều là trước vào rồi, nhưng mình nếu để nhớ thành thạo. Trong đấy nó hơi xấu. Đây là đường vào phố đi bộ. Tham quan phố đi bộ và chợ đêm thị trấn Mộc Châu. Đây là phố đi bộ Mộc Châu. Giá vé vào phố đi bộ Mộc Châu là 50.000. 49.500. Bất không kể đối tượng nào, đối tượng 90 tuổi cũng phải mua 50.000. Nhật Bản, phim trường Mộc Châu.
vào đây xem căn hàng không? Trò chơi đợi trời cho. Thế là hết nào rồi ạ? Dành tới cho quý vị khách quý, trân trọng được cảm ơn. Xin chào tất cả các anh chị em.
sing sing. Người trong ngày mới, thành phố nó còn xa vời vời. Người chết nuôi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc phố Nam đôi liền nằm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông đẫm nối liền một vòng cuộc sinh. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại. Dù tình người trong ngày mới, thành phố nối con xa vời vời. Người chết nối liên thiên vào đời và nụ cười nở trên môi. Trong ngày mới, thành phố nơi thôn xa vời vời. Người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Thăm và trải nghiệm đồi chè trái tim Mộc Châu. Đây trái tim đây. Tôi về tôi bảo thanh niên này là 10 trái tim. Đấy, chứ Mộc Châu á. Đấy, đấy, đấy. 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 Bây giờ không anh quay rồi, quay không có anh thì anh quay rồi. Một năm nó cưới rồi con này. Đây là đồi chè trái tim Mộc Châu. Nào đứng vào chụp cô kiểu nào. Đứng vào chụp cô kiểu nào, quay mặt sang đây nào. Đứng đây để tay trái à. Cầm chắc vào thì chụp được kia, cầm máy chắc vào. Thế vào thôi, vào chụp thôi, vào thì chụp chụp được kia nhá. Vậy mình các bác đứng cho chung ảnh chụp thẻ cho. Ba khúc ba ơi, đứng ở lẽ. Ai díp vào là khúc đẹp đâu đấy. Bây giờ các bà phải đứng, thôi giờ đứng lung tung ở đấy, cho thưa ra. Xuống xuống xuống.
đứng đúng trái tim nào. Rồi. Quay nhá. Ngạo ra sau đi, khỏi khỏi. Em phải nhìn xuống chè đi. Em đầy chè nhá, tí về sau đồ ba lạng mang về luôn. Không vào đấy mình nhìn thấy mẹ nhưng mà còn non lắm. Đi ngoài giờ này nó lẩy lá thì nó chẳng nhìn thấy toàn xanh. Người ta mới cắt đấy. Trải nghiệm một trong những vườn mận Mộc Châu. Em mua vé ở đâu hả em ơi? Dạ đây ạ. Dạ ra mình ra nha, từng người là chủ đoàn, có trưởng đoàn ạ. Sớm kiếm đi vào này làm cái gì vé luôn. Đâu em vé đâu em? Không là ai mày nè. Những điểm check-in đẹp: cua chữ S, Vân Hồ, Sơn La. Kết thúc hành trình Tây Bắc, Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên.